Hai bộ phận trên cơ thể càng xoa bóp càng khỏe mà ít ai biết. Hai bộ phận trên cơ thể thường xuyên sờ nắn xoa bóp miết khi tắm sẽ trẻ khỏe hơn 10 tuổi so với tuổi thật. Vì vậy, cánh mày râu cần ghi nhớ để thực hiện thường xuyên. Thứ nhất, mắt cá chân. Khi đi tắm, thường xuyên xoa bóp, sờ nắn, miết mắt cá chân trong và ngoài. Các anh nam sẽ ngủ sâu hơn, ngon hơn. Các chị em tránh được cảm lạnh khi mùa mưa và mùa đông về. Thứ hai, dái tai. Là nơi tập trung nhiều huyệt đạo trên cơ thể. Xoa bóp, sờ nắn, miết thường xuyên làm tăng tuần hoàn máu và trẻ khỏe, sống thọ hơn.